Hello, Học Mang chào anh em. Và Học Mang cũng xin chia sẻ với anh em một số chi tiết dàn ốc cặp phục trước chống đứng của dĩa và ba cổng dây của một chiếc xe Extra. Học Mang rã ra hộp hôm rày anh em. Bây giờ là còn lại những cái chi tiết này Học Mang xin chia sẻ với anh em. Nói chung đây là viên bộ ốc của một chiếc xe Extra đời 9293 nha anh em ha. Đây là của nó nha anh em. Thì hôm ra anh em chốt cũng nhiều thì còn lại những cái gì thì mình chia sẻ cái đó nha anh em ha. Trước tiên là bộ cốt, cốt trước, cốt sau và một cái cốt gấp. Cốt gấp nha anh em ha. Ok nha anh em, răng có còn nguyên hết anh em ơi. Răng nguyên hết trơn à. Thì anh em nói chung là cốt trước anh em cũng biết rồi. Extra anh em nhìn thấy đặc biệt lạ nha anh em ha. Extra cái cốt trước nó có cái lỗ quá nè. Anh em dùng Extra anh em biết rồi nha anh em ha. Nó có một cái lỗ đây nè. Thì nói chung là nguyên bộ cốt sau bao gồm ống chỉ nè, mùi canh nè, nguyên bộ này và một cặp bắp đầy đủ hết cho anh em. Cốt còn đẹp cho anh em ha. Anh em nhìn kỹ anh em, mình có rửa rửa qua dầu sơn cái để cho anh em nhìn nó kỹ hơn. Màu xanh nha anh em ha. Rồi nói chung là cặp cốt này trước và sau mình bán chung một bộ nha, không bán lẻ nha anh em ha. Đường này alo mình nha. Đúng tán đúng cốt nha anh em ha. Dành cho Extra nha. Extra đặc biệt nó khác cái này. Nếu mà anh em ráp rim lùng vẫn được, rim lùng anh em thay tán thôi. Thay tán 19 ly, ráp rim lùng vẫn được cho anh em ha. Nói chung đồ Extra với rim lùng nó xài chung anh em, chẳng khác gì đâu anh em, chẳng qua nó khác một hai con tán thôi, không có gì lạ đâu anh em ơi. Thì bộ ốc này xài chung rim lùng được hết á, anh em có rim lùng rim thái muốn ráp cũng được mà chẳng sao đâu anh em. Chẳng qua mình chia sẻ đây là một bộ ốc toàn bộ của một chiếc Extra thôi, anh em có thể ráp cho rim lùng rim thái vẫn được mà, cũng ná ná nhau hết anh em ơi, cái cá lò xo này kia chơi nhau hết à, không có khác nha anh em ha. Chỉ khác cái cốt cố gấp là rim thái dùng không được thôi, còn rim lùng mà xài chung nha anh em ha. Gấp vuông mà anh em. Rồi nói chung cặp cốt này mình bán là đúng 2 triệu mới bán nha anh em ha, bao gồm tất cả anh em là để ý nha. Nói chung những cái dòng này anh em mua khó lắm nha anh em ha. 2 triệu một cặp nha anh em. Mua một cặp cốt này mình sẽ tặng luôn cây cốt gấp cho anh em luôn đó, tặng luôn cây cốt gấp, coi như là cốt tán trước cốt tán sau, anh em mua là mình tặng luôn cây cốt cốt gấp, mình không có tính. Rồi tiếp đến là nguyên vàng ốc của một chiếc xe Extra, bao gồm 4 ốc phục nha anh em ha. Ốc phục có nói nè, ốc số 10 nha anh em, ốc phục anh em ha, ốc phục và hai cái đỡ cái bự anh em. Ốc số 10 nè, nó ngộ lắm nha anh em ha, không phải như rim thái nha. Thì nói chung này ở đây có thể dùng cho rim thái, dùng cho rim lùng đều được hết, nó cùng một form anh em, không có khác đâu, mình kiểm tra kỹ rồi ha. Giá chỉ khác là dài ba con khác thôi nha anh em ha, ngoài ra nó dùng chung hết à. Rim lùng là xài ok luôn đó anh em. Gồm cặp này nè anh em ha, và 4 ốc phục. Rồi tiếp đến là cái mặt chân anh em, chống đứng anh em ha, nó y như rim thôi anh em ha. Đây nè, ba cái lò xo, một cái lò xo chống đứng, một cái lò xo chống ngang và một cái lò xo tớp, ngay cái đồ đập thắng anh em, đủ nguyên của nó hết á. Nói chung là còn đẹp lắm nha anh em ha. Nói chung là chiếc xe này ok, anh em ráp những con xe nói chung là hạng thuộc dạng xe đẹp cũng được anh em, đồ zin mà đó. Nó vẫn còn vàng anh em ha, nó chưa đến nổi đó nha anh em ha, nó nhìn kỹ nè đó. Chống đứng còn cái này mà anh em chưa đến nổi đâu anh em ha. Rồi bao gồm mà cái này là cái gì anh em, cái này là bắt cái mũi với ba ga trước á, mũi dè trước á anh em, ba ga trước á, có nguyên khâu vậy nè. Rất nhiều đồ nha anh em ha, anh em nhìn kỹ nha, hình như không thiếu nha, đủ hết nguyên chiếc xe luôn nha anh em. Mình rã nó xuống anh em ha. Rồi tiếp đến là 4 con ốc ốc chống ngang, gác chân ngang anh em ha, 4 con ốc gác chân ngang nha anh em. Đủ luôn anh em ha, chân ngang 4 con. Rồi tiếp đến là 4 con ốc cà te, ốc số 10 nè,
số 8 nha anh em ơi, quên nha. Ốc năm số 8 nha, không phải số 10 nha. Ếch cha nó xài ngộ lắm nha anh em ha. Ếch cha nha. À. Kim Thái là số 10, ếch cha nó xài ốc số 8 đó nè. Bốn con. À. Rồi bao gồm nữa anh em ha. Hai ốc Bắc Thắng. Bố Thắng anh em. Là so anh em ha. Rồi. Và hai ốc Phục. Ốc Phục dưới bắt cái này anh em ơi. Đặc biệt anh cha nó khác thằng Rim là nó khác chỗ này anh em ha. Bắt chân Phục dưới anh em. Đó. Chân Phục dưới sải này nha. Hai con. Đó. Con này là hiếm lắm nha anh em ha, hiếm có lắm nha anh em. Không có dễ tìm được đâu. Bắt chân Phục dưới nè. Rồi, chân Phục trên anh em. Chân Phục trên á. Đó, chân Phục trên nằm đây nè. Đó, còn cái này chân Phục dưới là nằm ở dưới. Đó. Rồi bốn long đền ha anh em ha, long đền đầy đủ hết, đưa kèm cho anh em luôn. Đó. Rồi cái này là bắt cái chỗ cái bình bình xăng con á, ngay cái co anh em. Đó. Cũng có dây ống như rim luôn, rim lùng xài chung luôn, như rim. Và cái này là cái gì anh em? Cái này là bắt ngay cái má thắng nha anh em ha. Đó. Rồi cái này là khóa sơn, bắt ngay cái nhông anh em. Nè. Của nó luôn anh em. Rồi hai này bắt ngay gấp ha. Bắt cái gấp nhôm á. Gác chân á, bắt lên. Rồi toàn bộ ở đây. Đó, thì cũng tùm lum hết trơn nha anh em ha. Đó. Ốc gác chân có, ốc gấp có, rồi trên co xăng ngay, thùng xăng lớn, thùng xăng nhỏ. Mặt nạ gì đó anh em, bao gồm hết đủ cho anh em luôn nha, không thiếu. Nói chung là gồm đúng cho anh em hết. Đó, Argo nè, bắt ngay cái dè nè. Mình đưa luôn nè. Đây cái dẻ Argo anh em. À, xài ốc nhỏ lắm. À, đủ hết trơn à. À cái này nằm ở đâu nè. À, mình đưa hết cho anh em nghe là cái thùng xăng lớn anh em ha. Thùng xăng lớn nè. Bốn con thùng xăng lớn. Rất đẹp. À, thùng xăng lớn anh em. Thấy không? À. Nói chung là ở đây mình đưa hết. Mình đưa hết cho anh em ha, đưa hết cho anh em, không thiếu cho anh em ha. À, đều có đủ hết. À, nói chung là nguyên cái bộ combo này mình bán chung như vậy anh em ơi, cho nó dễ nha. À, anh em có thể mua về ráp cho extra, ráp cho ghim lùng hoặc cái gì cũng được, chỉ cần thay thế một hai con tán là ok rồi. Toàn bộ là ốc heo xe hết nha. Mình bán 2 triệu cho anh em ha, anh em nhanh gọn lẹ nha, nếu không bán mình vô bao anh em. À, nói chung mình bao lại, mình ủ nhớt, mình để dành đó sau này anh em cần alo mình ha anh em ha. Thì trước tiên thì 2 triệu cái bộ này, toàn bộ 2 triệu rất là rẻ anh em ơi, có 2 triệu thôi nha anh em ha. Anh em đi mua lẻ con ốc này bao nhiêu tiền đó anh em? Một con lẻ đó anh em đi mua bao nhiêu tiền rồi? Đó, cái rạc lô euro này nè, quá trời ha, đủ hết trơn. Anh em ráp một con xe là ok rồi. Extra anh em, đồ nó kiếm khó lắm anh em ơi. Đó, anh em ở nhà nè, con dùng extra mình đang cần á, cứ mua để dành lại về mình là thay từ từ. Đó, đủ hết trơn. Rồi anh em mua cặp cốt này 2 triệu luôn cho anh em ha. 2 triệu là tặng kèm luôn này cho anh em nha. Đó. Rồi ok nha anh em ha. Và tiếp đến là mình còn vài báo món. Chẳng hạn như phục trước nè, mình còn sót lại đó anh em. Đó. Phục trước này anh em có thể ráp cho nó thẳng là ráp cho rim. Rim lùng vẫn được nha. Cho anh em mã của nó nè anh em thấy không? Gắp cho rim nè, rim lùng vẫn được nè. Đó. Xài chung nha anh em ha, anh em nhìn cái mạc của nó nè. Là tem zin của nó đó, nó dán lên như vậy đó anh em, dòng extra đó. Đó. G5 nó, GN5ER. Đó. 93 nữa thấy không? Nó có mã 93 nè. Đó. HM-7. Đó. 93 đó anh em. Đó, có thể gắp cho rim lùng. Rim Thái vẫn được luôn anh em, không sao đâu anh em. Đó. Gắp cho anh em mình xe chở hàng hoặc cái gì đó, hoặc anh em đem đi sơn lại. Sơn lại lên con rim Thái mình chạy anh em cũng được nữa. Đó. Xe này được cái ti zin nhúng nhẹ lắm anh em ơi, bao nhẹ ha. Bảo hành 3 tháng cho anh em mình nhúng đó. Đó. Có thể sơn lại ráp cho rim Thái. Đó. Anh em giữ nguyên cái màu sơn này ráp cho rim lùng vẫn cũng được anh em ha. Đó. Coi kỹ anh em ti zin nè. Ti zin phốt zin anh em. À, nhìn nè,
Rất đẹp, chưa phục hồi anh em thấy không, đồ đẹp không anh em. Có thể ráp cho rim thái, rim lùng, rim thái là mình phải sơn lại. Anh em mà nào mà đang cần một chiếc rim thái mình dọn mới gì đó, hoặc ráp xe đi cài đồ cũng được, chở hàng cũng được, lấy cặp này về ráp đấy anh em, bao nhúng êm luôn, tuy cứng nhắc, bao nhẹ bao êm ha, bảo hành 3 tháng dùng nha anh em. Mình bán có 1,5 triệu nha anh em ha, 1,5 triệu nha. Nói chung là quan trọng là cặp ti, cặp vỏ, cặp nhúng, ti zin chưa phục hồi nó nhẹ lắm nha anh em ha, bảo hành 3 tháng dùng cho anh em luôn. Đẹp lắm anh em ơi, dùng nhúng bao nhẹ luôn á. Ở trên con xe mà mình tháo, mình trước khi tháo mình nhúng thử hết trơn rồi, rất là nhẹ. Cặp cao su zin nè, anh em coi ti của nó nè, quá trời mới. Xe này 50, gần 50 triệu mà anh em. Anh em nghĩ cái chiếc xe nó cỡ đâu phải đi nhiều đâu anh em, đi rất là ít, đâm ra nhúng xài bền lắm. Chỉ sợ những cây mà đi nhiều anh em ha, đi nhiều nó chở hàng nặng gì đó, nhúng nó rất là yếu. Ok, 1,5 triệu quá rẻ rồi, chạy bán rẻ chơi, anh em mình dùng thôi anh em ha, chở hàng gì chở. Rồi tiếp đến là cái chống đứng anh em, chống đứng quá cha nè, có lỗ anh em, chống vẫn ok nha, không có bị sệ, bị thấp nha anh em ha, chống ok nha, lỗ ok nè anh em, không bị quỵt lỗ. Cũng tôi đó là dày anh em ha, extra nha anh em ha, dành cho extra nha, dựng đứng luôn anh em, mũi nó nhọn. 1,000,000 nha anh em ha, 1,000,000 một cây nha anh em. Ok, trong hàng này cũng hiếm anh em ơi, ráp cho những con xe anh em mình đang cần á, ấy cho nó sẽ khác những cái dòng khác. 1,000,000 một cây nha anh em ha, ấy cha nè. Rồi tiếp đến là cái cùi đĩa, cùi đĩa này bạc đạn zin theo xe anh em, cùi đĩa này có thể xài chung với rim, rim lùng, xài chung một form đó, xài chung hết cho anh em ha, xài chung với rim nè, rim lùng nè, xài chung hết, đẹp quá anh em ha, dấu chấm sơn chấm mực còn nguyên hết, bạc đạn zin luôn anh em, rất là nhẹ ha, bạc đạn xài được mà anh em, 500,000 nha anh em ha, có thể ráp cho rim, rim lùng cùng xài chung hết. Coi nè, xài chung được hết anh em. Rồi tiếp đến cuối cùng là ba cọng dây, một cọng dây công nam mét theo xe, còn hoạt động bình thường anh em, nhẹ nha anh em ha, vẫn quay bình thường nha, tháo trên xe xuống nha anh em. Có mã nó TSK nè, hàng tháo xe nha anh em, nhìn nè, cao su nhựa còn nguyên zin hết trơn nè. Nhìn là hiểu rồi anh em ơi, đồ của nó nè. Nó xài giống như dạng giống như quay thái anh em ơi ha, cũng gài như quay thái, ghim lùng chính chính vậy đó, na ná nhau, có thể ráp cho ghim lùng chính chính. Anh em nào xài cái má mà nó bắt cái này đó, xài quay thái vẫn được nè. Đẹp quá anh em ha, ba cọng dây zin hết. Rồi cọng dây ga nè anh em, dây ga còn màu luôn anh em ơi, nguyên combo của nó đó anh em, dây ga nhẹ anh em ha, nè nghe hiệu à, còn màu lính anh em, bao đẹp luôn, quá trời đẹp anh em, có mã của nó nè anh em, mã của nó nè anh em, nó sẽ khác anh em ha, rồi GN5 9000 7M gì đó. Mã đã anh em, lạ anh em ha, mỗi cộng mỗi kiểu dây nó đều có một cái mã riêng,
ai giống ai đâu anh em, không? Mọi chuyên gia đều có những cái mã riêng hết. Đêm lùng thì mã khác, cha thì mã nó khác. Đâu mục tiêu anh em? Mục tiêu trôi đâu rồi? Chúng nó bạc bạc ba nó nằm ở đâu mình không để ý anh em ơi. Chúng nó giỏ gì đó anh em. Thì nói chung là nó theo xe hết anh em ơi ha. Ba bộ này ok anh em, cao su nhựa còn nguyên nè. Rồi. Tới cộng dây dây thắng. Dây thắng cũng bao nhẹ luôn cho anh em ha. Mình mở nó ra mình cho anh em siết hết được. Còn nhẹ cho anh em nè. Nó nhẹ hiều à. Đúng anh em, nhẹ hiều nha. Còn những cái dây thắng mà nó nặng là mình bỏ hết trơn anh em ơi. GN5 900 8L09. Đó, mã của nó đó anh em, một cộng dây thắng extra, hàng tháo xe nó như vậy đó anh em. Phần dưới này cũng có chữ luôn nha anh em ha. Đó, chữ Thái. Đó, nó ngộ quá anh em. Đó, đầy đủ hết thì cái mã nó như vậy đó anh em, coi gì coi. Đó, mình bán là mình nói là đúng hàng tháo xe ra thôi, cam kết với anh em là không phải cộng dây nào hết trên chiếc xe này, nguyên zin mà anh em. Xe này cây bô nó vẫn vẫn còn mà anh em. Nói chung thì những cái này đồ này cũng đồ tôi đó là hiếm anh em ha. Anh em mua sưu tầm anh em để dành cũng được đó. Thì mình bán ba cộng này mình bán nói chung cho anh em mình chơi nè, để dành nè. Ba cộng này mình bán 1 triệu đó, mua lẻ một cộng mình bán 400.000 như vậy thôi anh em ha. Ba cộng là 1 triệu, một combo này mua lẻ là 400.000 cộng nha anh em. Rồi bye bye cả nhà nha. Anh em chuẩn bị chốt đi, mình vô bao anh em để nó để dành lại. Anh em được chốt món nào alo cho mình nha, ốc mình vô bao hết để ngoài nó sẽ bị xét. Vô bao từng bộ hết. Anh em cần rim lùng chính chính hoặc quay thái, rim thái mình sau này mình có ốc của mình vô bao hết trơn nha anh em. Rồi anh em nào cần alo mình nha, những cái ốc bộ ốc nào đó alo mình. Rồi bye bye cả nhà nha anh em. Ở đây mình có số tài khoản duy nhất nha, anh em chuyển khoản chuyển cọc mình gửi hàng tận nhà cho anh em, tận nhà cho anh em luôn nha anh em ha. Anh em nhớ đăng ký kênh nha anh em, cho mình một lượt thích và một lượt chia sẻ nha anh em ha. Cảm ơn anh em cả nhà rất là nhiều. Bye bye.